Wow. Winning! Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hy Vọng. Hello chào các bạn, mình tên Hy Vọng. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Cà Cao Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, hôm nay là cuối tuần các bạn nhé. Đấy, chủ nhật thì cái xe này thì mình mua đây. Và các bạn biết đấy, thì như trưởng bác trưởng thôn ở trong bản mình đang giúp đỡ đấy, là chưa có xe đạp. Thì cái xe đạp này thì cũng là một chị ở Việt Nam mình, là chị Mạnh Thương Quấn ấy, là gửi đến nhờ mình là mua cho bác trưởng thôn một chiếc xe đạp. Thì bây giờ mình đã mua rồi các bạn nhé. Hôm nay chủ nhật là mình đi tìm khắp cả cửa hàng không mở, nhưng mà mình cũng có quen một cửa hàng đấy, là người ta ghi số điện thoại ở ngoài, là mình gọi là nhờ bán cho mình cái xe này. Thì bây giờ đã về đến bản, nhưng mà mình sợ cái xe này nó kiểu lúc mới ra trường các bạn ấy, nhưng cái ốc với cái vịt nó không được chắc chắn, thì mình là về chỗ cái nhà hoang ấy của cô em, của cô với giường của em cameraman là ở đây, cũng như em họ của em ấy là nhờ là vặn sửa lại tất cả những cái ốc đi vào trong bản để nó có hay là không, có ốc hay không các bạn ấy. Nên là bây giờ sẽ sửa vặn cho chắc đấy. Thì hôm nay mình sẽ cameraman cho em cameraman quay. À, em cameraman là sẽ sửa xe. Xe là nói chung là vặn lại xuyệt tất cả những con ốc đấy, là cho chắc chắn. Bây giờ cũng là cảm thấy là cũng ok đấy. Thì bây giờ sẽ đi vào bản các bạn nhé, để cho bác trưởng thôn mà cùng xem là phản ứng của bác trưởng thôn như thế nào khi được tạo một chiếc xe các bạn nhé. Đấy, vì mình cũng thấy đóng như bác trưởng thôn có một chiếc xe rồi, nhưng mà chắc lâu rồi nó hư hỏng này rồi. Đi đi. Mình muốn ngồi thử lên nhưng mà thôi, để cho bác trưởng thôn và các bạn nhé. Bác trưởng thôn đắp hồ đi ngồi lên đầu tiên, để bây giờ sẽ đi vào bản các bạn. Đây, ok các bạn nhé, đã vào đến bản rồi. Đấy, thì hôm nay là cũng là chủ nhật đấy, mọi người là nghỉ là đi lễ cả, đi lễ nhà thờ đấy, cũng như là trưởng hàng là hôm nay không làm việc. Thì không biết bác trưởng thôn ở đâu rồi, thì bây giờ hiện tại mình gửi cho xe đạp xuống các bạn nhé. Đấy, để đưa vô cho bác trưởng thôn đấy. Mình bảo là tí nữa cũng sẽ đưa bác trưởng thôn một tí. Đấy, là có cái xe này là người ta bán rẻ, nên là nhờ mình đi bán ấy vào để hỏi bác trưởng thôn xem có tiền mua không. Sau đây mày nói tăng sau các bạn nhé. Thôi đây dừng xe ở giữa đường các bạn nhé. Đấy, có xe mới đâu, nó phải khóe. Oh, quay về. Dạ, tôi đưa về. Tôi đưa về. Em là mi? Não, esse navio está vende barato. Eu levo aqui về vai por um grande. Não, tá bom. So, dead mean. Dead mean. Chào. Mày đưa tên nhân nó có mà. Ê, xin nó xe gần. Nó xe. Đấy. Chào. Bạn đường thôi cũng nói là không mua được các bạn ạ. Đấy. Nhiều tiền quá. Mình cũng nói cái giá nó cực rẻ, chỉ bằng 1/6 mình mua chiếc xe mới đó. Mình chỉ nói giá 1/6 thôi.
Cái số 40 rồi đấy. Đấy, bây giờ sẽ cho bác trưởng thôn đi thử các bạn nhé. Đấy, cho mình chưa nói tặng đâu nhé. Đấy, chưa nói là của bác đấy đâu. À, Sabi. Sì, sì. Anh đã? Sì, sì. À, xin chào bác con gì nhỉ? Ok. Isso. Eita! Trường thôi là cùng chạy rất ok các bạn nhé. Đấy, vì trường đấy bạn em ngõ mà như hôm đầu tiên mình vào quẻ ở trong nhà bảo đấy cũng có một chiếc xe nó hư hỏng á. Nên cái đâu con mà ra xin của mình đi para se gustó y tanto có xe nào está no caminho. Đấy, đấy các bạn, bây giờ mình cũng không để cho bác trưởng thôn chờ lâu nữa. Đấy, mình sẽ nói luôn là cái xe này là bây giờ là của bác ấy. Yeah. Esse tá novo, né? Novo, né? Esse bina é para ti. Vai assim. Como vai? Gira assim, vai vila, vai. Gira tudo casa aqui no aldeia, na Anga. Já? Aí se para aqui. Ele agora é que tem! Ah, na espera, vai mostrar tudo coisa aí. Đấy, đang muốn chơi thì các bạn ạ. Đấy, để mình để cùng giới thiệu với cái xe cho bác. Đấy, cùng là cái này. Em sao phải phí cao thì là? Nào, vai ficar bem lá. À, vai ficar sim. Aqui, bomba. Sim. Vai ser ar. Cabo. À, cái này có cả bớ nữa các bạn nhé. Essa pitola. Ấy các bạn ạ. Así. Vai ser, ya. Depois assim. Cai colocar assim. Sim. Assim. Okushena. Que sabe andar, vai, sobe. Não, não sabe. Vai gerar mais movimento, né? Assim, vai assim. Sim. Yeah. So. Vai. É, ele coloca tu um cabana. Sai, sai no caminho. Vamos! Ué! Buzina, buzina!
Matiza. Bye Barulu. Buzina. Buzina. ¿Quién quiere más? ¿Vos decís? ¿Quién sabe anda? Yo quiero. ¿O si anda junto con el pai? Abo, ¿vos se va anda? Ven. ¿Vos se ve? Consigo. ¿O te da ya? Ya ese vino en nuestro Vietnam, traje para vos. Allí era que controlar el dinero de Tibai. Yo era todo casa, ve. ¿Qué falla eso? Siempre mañana agarra. Costa. No falla más crianza. Ya, ahora. Teo, ¿ya? Chapo. Đấy, thế đấy các bạn nhé, hôm nay là mình cùng cuối tuần đấy, cùng có mạnh thương quân hảo tâm Việt Nam mình đấy là gửi đến nhờ mình làm mua cho bác trưởng thôn một chiếc xe đấy, cái chị ấy thì cùng nói mình là giấu tên đấy, cùng mua cho bà gửi đến bác trưởng thôn đấy, thì mình cũng muốn cảm ơn chị cũng như là tất cả các mạnh thương quân và nhà hảo tâm Việt Nam mình gửi đến những phần quà cùng vô cùng ý nghĩa và thiết thực cho người dân. Thì bây giờ mình cũng sẽ bàn giao chiếc xe này cho bác trưởng thôn luôn để làm việc rồi đi họp thôn, họp xóm cũng như đi tuyên truyền những cái vấn đề gì trong thôn xóm các bạn nhé. Đấy, xin mô. Bên á, bà đã vay gì con nụ kê rô rè nô áo nè. Tá bom. Vai a visa xin con ế xa. Vai na vim vila, na minha casa. Sim. É rápido, tá um minuto. Tá bom, tá bom. Tá bom. Yeah, é sim. Sim. Ô nào kê đi. Nào, ô kê. Cơ bên. Thì mình cũng là có ban giáo xe xong cho bà trưởng thôn, cũng là cuối tuần mọi người hôm nay là ăn mặc rất đẹp đi lễ nhà thơ đấy, thì mình cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, của người dân nữa đấy. Thì video này thì mình cũng xin dừng tại đây đấy, mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh hôm các vlog cuộc sống của Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi bên núi Châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn. Dạ vai cả già nhá. What the đồ bơi abe tabe. Voy a ir a casa. Voy